đèn thì nó càng sáng lung linh. Đây cái tủ cá này biết pháp biết cách. Ta mà đã biết thì đó. Mình của mình em là tay bơi đỏ. Em quá đẹp luôn bác ơi, nguyên cái hồ cá là bác. Kìa mấy con rồng, rồng con. Nay buổi tối hôm nay thì tiệm cá cảnh của Thanh Liêm lại xuất hiện thêm 4 em cá chép sư tử màu trắng. Đó, quá đẹp luôn. 4 em đang nghe mọi người. Quá đẹp. Đuôi xòe luôn. Mình trắng đuôi xòe. Có gâu rồi nha. Quá đẹp luôn nè mọi người. Chép sư tử nữa ha. Đây mình thấy 4 con nha mọi người, nguyên một cái đàn luôn, thả chung với cái dĩa nữa kìa. Đó, mình thấy 4 con tung tăng bơi lội trong một cái hồ siêu rộng lớn ha, nó có đủ cái mực nước và đủ cái không gian để nó bơi. Nhìn rất là đẹp luôn mọi người, buổi tối này với cái ánh đèn thì nó càng sáng lung linh nữa ha. Kìa bản thân Liêm bơm oxy bán cho khách nè mọi người. Này cái hộp sinh nó mê. Cái gì vậy? Cái gì đẹp vậy? Cái là cái gan chu hả? Cái gan chu. Này cái tủ cá này biết pháp biết cá gì không? Đây là cá cánh bườm đó. Cánh bườm thì có con màu hồng nè, con màu cam nè, và con màu xanh nè, con màu vàng luôn. Mấy bạn coi lửa cá nè mọi người. Đó, quầy cá của bạn Thanh Liêm ở trên đây. Rất là nhiều luôn ha. Nguyên một cái hàng trên là toàn là cá ly thia không. Đây mình coi cái tiệm cá của bạn Thanh Liêm ha. Toàn là cá chép. Ủa cái này, 4 con này con gì vậy Liêm? Liêm bốn con này con gì Liêm? Tai tượng châu Phi. Bốn con tai tượng châu Phi siêu to luôn kìa mọi người. Cá to đẹp quá. Đây ngoài mấy con em 4 con cá chép sư tử ra thì bạn Liêm có thêm một cái shop cá bên đây nữa là cá chép chép coi mini á mọi người. Đây Renchu. Bầy cá Renchu nha mọi người. Chứ có cái đèn ở trên, bạn Thanh Liêm gắn một cái đèn à. Là cái đèn led dội xuống cái hồ cá. Bầy cá tay tượng. Ủa cá gì này, cá gì qua cá lai hán kim cương đỏ. Cá lóc mà đựng trong lá vàng, lóc chân châu đỏ luôn. Bị chói quá không thấy. F1 sóc lai hán, F1 F2
Này F2 ha. Điểm cá của bạn Thanh Liêm kìa, phía trước bạn Thanh Liêm đang trao đổi với khách phía trước kìa. Khách ngày nào cũng đến đây tham quan rồi trò chuyện bàn về vấn đề nuôi cá, trao đổi cùng bạn Thanh Liêm kinh nghiệm chăm sóc cá cảnh, cá kiển các loại. Đây. Ở bên đây nữa. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Như chúng ta bạn đã biết thì ngoài cái dòng cá ly thia thì tiệm cá cảnh Thanh Liêm còn có thêm cá này là cá bảy màu á, còn gọi là full gon, với đặc điểm là mình vàng, thân vàng và đuôi vàng ha. Đó. Xung quanh đây thì chúng ta để ý là trong cái hồ thì bạn Thanh Liêm đều nuôi mấy cái con ốc táo này để mà cho nó hút cái thức ăn thừa mọi người, làm cho cái hồ nước nó xử lý, con hồ nước được trong. Rồi có con cá lóc là nó bị bệnh rồi. Em cá lóc nữa đang bị bệnh. Em cá lóc đang bị bệnh. Đây là bên trùng chỉ nha mọi người. Đây là cá mình tích. Đây là con cá mái, đi thia mái. Nay sao bạn Thanh Liêm thả ở đây? Có mấy con này là con coi. Cái ba đuôi, cái chép có hoa đó. Chép ngũ hoa, cái ba đuôi ngũ hoa gì đó. Đúng rồi. Đây có cá cánh tiên đầy màu sắc. Wow, bữa nay có mấy con tôm nó xuất hiện rõ nè Phát. Con hả? Con cá gì à? Nè con tôm màu đỏ nè. Đây là con tôm nè, con ba ba nè. Ở trên đây thì bạn Thanh Liêm có bảy màu. Bảy màu Phát ơi. Chỉ can ngân bình ốc táo. Nghe mẹ mới ra cho cô ba coi 5 phút nữa đi. Nè. Nè có con này là con gì nè Phá? Phá biết không? Cá này là cá. Cá gì đó? Có cá đúng kìa. Có cá không gì? Nè cô ba chỉ con cá tay bơi nè. Hai em này là tay bơi trắng nhưng có mình em này là tay bơi đỏ. Đây. Còn cái em này là trắng toàn thân nha. Tay bơi trắng, mình trắng nhưng mà cái tay bơi bên đây nó bị rách. Nó bị rách đó. Đây là em một tay bơi màu trắng nhưng mà mình xanh cam. Tím cam nha mọi người. Đây là em Sim. Đây là em Beta. Đây là em cá thiệt đó. Phướng hả? Đây tiếp tục là mấy cái em cá phướng các loại. Phướng cam. Quá trời cá phướng luôn mọi người ơi. Tha hồ mà đến đây lựa chọn nha. Đây. Gọn này là cá sim nè mọi người ha. Nếu mà không thích cá phướng thì có thể qua cá sim ha. Ngoài cá phướng thì còn cá sim, ngoài cá sim thì còn cá phướng.
quá đẹp luôn Phát ơi, nguyên cái hồ cá nè Phát. Cá này là rồng đỏ mọi người. Rồng đỏ. Cá kiếm nè. Sông kiếm. Rồi, đây bạn Halim thả lá. Lá ấu. Đây là em cá chê nha mọi người, chê panda á mọi người. Độc quyền em lôi kiến này, ngày nào cũng ở vị trí này luôn á trời. Ngày nào mình ra mình coi, ôi có con cá này sao nó bị có một con mắt này. Cá chép này nè, bị dị tật đi. Chép màu trắng. Đó, có con mắt luôn mọi người. Bên kia không có. Đây, 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 bên đây nè. Đó, bên đây mình thấy con cá này không có. Có con mắt. Đó, chơi xíu đi. Đó, coi chú Liêm làm gì trước kìa. Ê, chú Liêm làm gì vậy? Trời, cá con đẻ bữa nay quá trời luôn nè Phát nha. Chú Liêm xịt nước làm gì ta? Chú Liêm xịt nước rửa cái sân trước hả? Thằng Liêm đang xịt nước rửa cái sân trước của quầy cá cảnh đó mọi người. Chỗ đó là mấy con chim với mấy con rồng Nam Mỹ nó ngồi như chỗ đó. Mất cười mấy con chim kìa. Đó mấy con chim thấy không? Buổi chiều nó lên cây chưa rồi kìa. Nó ăn xong rồi. Mấy con này là mấy con vẹt á. Ăn xong rồi lúc đó. Kìa mấy con rồng con nè mọi người. Giống như con kỳ nhông con. Đẹp quá. Tìm cá của bạn Thanh Liêm rất là nhiều người đến mua. Này. Cách là đến lựa. Cá của bạn Thanh Liêm rất là nhiều luôn á mọi người. Em bắt mấy con dạ quang kìa. Nóc tiger hả Liêm? Cá đó là cái gì vậy? Nóc tiger. Trời, có cái đèn lên dạ quang thiệt luôn Liêm. Này quá trời dế luôn. Bạn Thanh Liêm có bán dế nữa nè. Dế quá trời dế luôn.